truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo lên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thay mặt Đức Chúa Trời hương phúc đời đời. Vì Chúa là nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta cầu xin Chúa thánh hóa nước này để chúng ta rảy trên mình mà nhớ lại bí tích thánh tẩy chúng ta đã lãnh nhận. Quý xin Chúa nâng đỡ chúng ta, giúp chúng ta luôn trung thành sống theo ơn Thánh Thần mà Người đã ban.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhận lời chúng con là dân Chúa đang thiết tha cầu nguyện và tưởng nhớ công ơn Chúa đã sáng tạo chúng con cách lạ lùng và cứu chuộc còn lạ lùng hơn nữa. Xin thánh hóa nước này do chính Chúa đã dựng nên để làm cho ruộng đất phì nhiêu màu mỡ, cho thân xác con người được sạch sẽ và thoải mái, và trải qua lịch sử cứu độ, nước thiên nhiên đã trở nên khí cụ của tình thương hải hà. Quả vậy, Chúa dùng nước biển đỏ cứu dân riêng khỏi vòng nô lệ, mà làm vọt lên giữa sa mạc khô cằn một nguồn nước cho dân giải khát. Các ngôn sứ cũng dùng hình ảnh nước mạch tuôn trào để tin báo Chúa sẽ thiết lập giao ước mới với loài người chúng con. Và sau hết, khi Đức Kitô chịu phép rửa tại sông Giô-đan, Chúa đã thánh hóa nước trong lành để thanh tẩy con người tội lỗi chúng con và cho chúng con được tái sinh nên con người mới. Vậy giờ đây, khi chúng con rảy nước thánh trên mình để nhớ lại bí tích thanh tẩy chúng con đã lãnh nhận, xin Chúa cho tất cả chúng con được chia sẻ niềm vui với anh chị em lãnh nhận bí tích thanh tẩy trong mùa vượt qua này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tôi là thầy đưa từ bên phải lên của trời chúng ta cử hành thánh lễ tạ ơn này cho xứng đáng để mai ngày chúng ta được vào vinh
vào thiên quốc dư tiệc vui với người. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và hình mang dưới đây cho người yêu. Chúng con ta lời Chúa, chúng con chúc mừng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa. Cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hằng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh để khơi lại niềm tin trong lòng dân thánh. Cứ xin Chúa gia tăng ân sủng để chúng con hiểu rằng chính Chúa Kitô đã thanh tẩy chúng con bằng phép rửa, đã tái sinh chúng con bằng thánh thần và cứu chuộc chúng con bằng máu thánh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa thánh thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách Công vụ Tông đồ. Hồi ấy, nhiều dấu lạ điềm thiêng được thực hiện trong dân nhờ bàn tay các tông đồ. Mọi tín hiệu đều đồng tâm nhất trí, thường hội họp tại hành lang Salomon. Không một ai khác dám nhập đoàn với họ, nhưng dân thì lại ca tụng họ. Càng ngày càng có thêm nhiều người tin theo Chúa, cả đàn ông đàn bà rất đông. Người ta còn khiêng cả những kẻ đau ốm ra tận đường phố đặt trên giường trên chõng, để khi ông Phêrô đi qua, ít ra cái bóng của ông cũng phụ lên được một bệnh nhân nào đó. Nhiều người từ các thành chung quanh Jerusalem cũng lũ lượt kéo đến, đem theo những kẻ ốm đau cùng những người bị thần ô uế ám, và tất cả đều được chữa lành. Đó là lời Chúa.
tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Vì tạ ơn Chúa. Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Nhà A-rôn hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ai kinh sợ Chúa hãy nói lên rằng muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đa tảng gốc tường, đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy vui mừng hoan. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương. Lạy Chúa, xin ban ơn cứu độ. Lạy Chúa, xin thương giúp thành công. Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho người tin vào đây. Nhân danh Chúa, từ nhà Chúa, chúng tôi chúc lành cho anh em. Đức Chúa là Thượng Đế, người dạy sống trên ta. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình Bài trích sách khải huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, một người anh em của anh em. Tôi cùng chia sẻ nỗi gian truân, cùng hưởng vương quốc và cùng kiên trì chịu đựng với anh em trong Đức Giêsu. Lúc ấy, tôi đang ở đảo gọi là Patmo, vì đã rao giảng lời Thiên Chúa và lời chứng của Đức Giêsu. Tôi đã xuất thần vào ngày của Chúa và nghe đằng sau tôi có một tiếng lớn như thể tiếng kèn nói rằng: điều người thấy hãy ghi vào sách và gửi cho bảy hội thánh. Tôi quay lại để xem tiếng ai nói với tôi. Khi quay lại, tôi thấy bảy cây đèn vàng. Ở giữa các cây đèn có ai giống như con người, mình mặc áo trùng và ngang ngực có thắt đai bằng vàng. Lúc thấy người,
tôi ngã vật xuống dưới chân người như chết vậy. Người đặt tay hữu lên tôi và nói: đừng sợ, ta là đầu và là cuối, ta là đấng hằng sống. Ta đã chết và nay ta sống đến muôn thuở muôn đời. Ta giữ chìa khóa của tử thần và âm phủ. Vậy ngươi hãy viết những gì đã thấy, những gì đang diễn ra và những gì sẽ xảy ra sau này. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: bình an cho anh em, như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Một người trong nhóm 12 tên là Tô-ma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở đó với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: chúng tôi đã được thấy Chúa. Ông Tô-ma đáp: nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giêsu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: bình an cho anh em. Rồi người bảo ông Tô-ma: đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy, đừng cứng lòng nữa nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa người: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Đức Giê-xu bảo: vì đã thấy Thầy nên anh tin, phúc thay những người không thấy mà tin. Đức Giê-xu đã làm nhiều dấu lạ khác nữa trước mặt các môn đệ, nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép trong sách này. Còn những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để nhờ tin mà được sự sống nhờ danh Người. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, mỗi lần xuất hiện sau khi sống lại thì Đức Giêsu thường trấn an các môn đệ. Người không phải là ma nhưng là Thầy của họ.
bằng xương bằng thịt, cùng ăn cùng uống với các ông. Và điều đặc biệt hơn nữa là Đức Giêsu luôn cho các môn đệ xem những vết sẹo sau cuộc khổ nạn nơi tay, nơi chân, nơi cạnh sườn. Tôma bởi vì không ở cùng với các môn đệ của mình cho nên chưa được gặp Đức Giêsu. Nhưng mà Ngài đã yêu cầu: nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh, không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin. Như vậy những vết tích nơi cuộc thương khó của Đức Giêsu giúp cho chúng ta những ý nghĩa. Thứ nhất là đó là dấu vết để nhận ra Đức Giêsu. Những vết thương trong cuộc khổ nạn của Đức Giêsu nó cũng sẽ là những cái vết thương rỉ máu nơi các môn đệ. Bởi vì thầy của mình là vị thầy mà các ông tin tưởng hy vọng, thì đã lãnh nhận tất cả những tủi nhục đau đớn, và cuộc khổ nạn đó vẫn còn in đập vào trong tâm trí các môn đệ, khiến các ông vẫn còn bàng hoàng sợ hãi, vào trong nhà đóng kín cửa lại. Sau khi phục sinh thì thân xác Đức Giêsu đã được biến đổi, không còn phụ thuộc vào không gian và thời gian nữa. Thế nhưng những vết sẹo thì vẫn còn, để minh chứng rằng người đã sống lại từ chính cái thân xác đã bị đánh đòn, đã bị đóng đinh vào thập giá và đã bị lưỡi đồng đâm thâu qua. Có một giai thoại về thánh Martino thành Tua giám mục. Một lần kia có một người hiện ra với thánh nhân mặc rất là uy nghi sáng láng và nói rằng: chắc ta cảm ơn con vì đã tin vào ta, và ta con muốn được phần thưởng gì, vân vân. Thì thánh nhân nhìn cái vị đó chằm chằm và nói: nhưng mà xin thưa ngài là ai? Thế thì vị kia mới nói: ô, ta là Giêsu Kitô đây mà con vẫn hằng tin tưởng. Thì ngài mới thì thánh Martino mới nói rằng: không, tôi không tin vào một Đức Giêsu Kitô mà. Và ngài mới hỏi là: thế thì những cái vết thương trong cuộc khổ nạn của ngài đâu? Thì cái người kia mới nói rằng: không, ta đến từ trời trong cái vinh quang rồi, cho nên tất cả những cái vết thương nó mất hết rồi. Thế thì ngài mới nói: tôi không bao giờ tin vào một Đức Giêsu Kitô mà không có những dấu đinh của cuộc thương khó. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu như không có những cái vết sẹo thì các môn đệ không thể nào nhận ra thầy của mình. Vì vậy mà Đức Giêsu đã cho các môn đệ xem những vết sẹo đó để tin rằng thầy của họ trước đây qua cuộc khổ nạn và bây giờ sống lại là một. Vì vậy mỗi người chúng ta cũng được mời gọi yêu mến và suy tôn, tin vào Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh với những vết sẹo. Cái ý nghĩa thứ hai là đó là dấu vết của tình yêu thương cao cả. Trước đó Đức Giêsu đã nhiều lần tin báo về cuộc thương khó của ngài: ngài sẽ chịu đau khổ, chịu chết, nhưng ngày thứ ba người sẽ sống lại. Bởi đâu mà Đức Giêsu ngài đón nhận tất cả những điều đó? Là bởi vì yêu thương. Con Thiên Chúa chấp nhận làm người, sống cảm thông với con người, và nhất là muốn cho con người được sống và sống dồi dào, nên người đã chấp nhận vâng phục Chúa Cha, đi vào cuộc thương khó. Thập giá, những nhục hình đớn đau tủi nhục khi Đức Giêsu mang lấy,
Nếu như thập giá trước đây là hình phạt dành cho con người, thì sau khi Đức Giêsu mang lấy thì nó lại trở thành biểu tượng của tình yêu thương. Vết tích của cuộc thương khó còn lưu lại thành sẹo nơi thân thể Đức Giêsu phục sinh, trở thành dấu chứng của yêu thương không ngừng Thiên Chúa yêu thương con người. Chúng ta cũng cảm nghiệm những vết thương mà Đức Giêsu mang lấy vì yêu thương chúng ta. Và có lẽ cái kinh nghiệm mà trong đời sống chúng ta cũng có kinh nghiệm về những vết sẹo, ví dụ nơi người mẹ của mình, những vết sẹo mổ khi sinh con, hoặc là những cái đau khổ, những hy sinh vì con với tấm lưng còng chẳng hạn, hoặc là người cha với đôi tay chai sạn xù xì bởi vì những cái lam lũ phải làm cho con mình. Cái ý nghĩa thứ ba đó là dấu vết của lòng thương xót. Các môn đệ đụng chạm vào vết sẹo của Đức Giêsu phục sinh thì các ngài từ là những người bất an, sợ hãi, thì họ nhận ra được sự an bình, nhận được sự can đảm. Từ hoài nghi ngờ vực thì họ trở nên tin tưởng và tuyên xưng mạnh mẽ, như trong bài tin mừng chúng ta nghe Thánh Tô-ma đã tuyên xưng: lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con. Vết sẹo của thầy đã chữa lành cái vết thương hoài nghi trong lòng Tô-ma. Từ những con người tội lỗi, các môn đệ đụng đến những vết thương của lòng thương xót thì các ông nhận được sự tha thứ của Chúa. Bởi vì Đức Giêsu không hề nói về những cái lỗi lầm mà các ông đã chót phạm, nhưng chính lòng thương xót, sự kiên nhẫn, sự nhẹ nhàng, tha thứ và chữa lành đã mang đến sự bình an cho các môn đệ. Và ở trong bài tin mừng chúng ta cũng thấy Đức Giêsu còn tiếp tục thực thi cái lòng thương xót của Ngài cho cả con người chúng ta nữa, qua lời Ngài nói cũng như là truyền lại cho các môn đệ: anh em hãy nhận lấy Thánh Thần, anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha. Đó là bí tích hòa giải mà giáo hội ban cho chúng ta. Vì biết rằng chúng ta là con người vẫn phạm những lỗi lầm và thiếu sót, vì vậy chúng ta cần đến lòng thương xót thứ tha của Thiên Chúa để chúng ta được chữa lành. Chủ nhật thứ hai phục sinh cũng là Chủ nhật lòng thương xót Chúa. Bức tranh lòng thương xót mà chính Thánh Faustina đã được mặc khải, chúng ta thấy mình chiêm ngắm nơi đó. Mình thấy từ nơi trái tim của Đức Giêsu đã phát xuất ra hai luồng ánh sáng, màu đỏ và màu trắng xanh. Màu đỏ đó tượng trưng cho máu, màu trắng xanh đó là tượng trưng cho nước. Và chúng ta thấy cả hai biểu tượng máu và nước, nó đều là tượng trưng cho sự sống. Đồng thời tay phải của Ngài giơ lên là vẫn tiếp tục ban bình an cho mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng nhắc lại một chút là Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, Ngài đã thiết lập lễ lòng thương xót vào ngày 30 tháng 4 năm 2000. Và lòng thương xót đó được thể hiện qua đời sống của Ngài, qua tất cả những gì Ngài lưu tâm đến con người và giáo hội. Và chúng ta cũng thấy một nét đặc biệt nữa là Ngài đã tha thứ và vào thăm anh Ali Aka, người đã bắn vào Ngài vào ngày 13 tháng 5 năm 1981. Đồng thời năm 80 thì Ngài cũng đã ban hành thông điệp Thiên Chúa giàu lòng thương xót để cho tất cả dân thánh của Chúa cảm nghiệm được rằng Thiên Chúa không ngừng thương xót. Hay chúng ta có thể nói một cái cách khác là lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện
Đó là lịch sử của lòng thương xót không ngừng nghỉ để tỏ lộ cho con người, dẫu cho con người có nhận ra Ngài hay là không. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta nhìn lên thập giá, chúng ta nhận ra tất cả những cái vết thương, cái chết tủi nhục mà Đức Giêsu mang lấy là để cứu độ chúng ta. Những vết thương ấy là dấu chỉ của tình yêu, của lòng thương xót để tha thứ và chữa lành cho con người được sống sung mãn. Vì vậy mà Thánh Phêrô đã nói: vì người phải mang những vết thương mà anh em được chữa lành. Vì vậy chúng ta hãy để cho Thiên Chúa chữa lành những vết thương của tội lỗi, của sự bất an, của thất vọng, của đau khổ khi mà chúng ta đụng chạm đến Ngài, hay là để cho Ngài đụng chạm đến chúng ta, thì khi đó chúng ta cũng được chữa lành và chúng ta tín thác vào Ngài và bước đi trong hành trình, trong ơn cứu độ mà Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta. Amen. Mời cùng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin Kinh một Thiên Chúa. Kính bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Thời quan phong Si-ô Phi-la-tô, Người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin Kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống, Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiên Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại. Anh chị em thân mến, chúng ta không thể tìm được sự bình an và niềm vui đích thực trong thế giới nhiều đổi thay, chóng qua đầy sự dữ này nếu không tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Chúng ta nhìn lên trái tim bị đâm thâu của Chúa trên thập giá và dâng lời nguyện xin. Chúa nói: anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Xin cho các linh mục nhận biết chính mình luôn được Chúa xót thương, tha thứ
hầu biết sống lòng thương xót của Chúa đối với mọi người, nhất là khi cử hành bí tích giao hòa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa là sức mạnh, là dũng lực của tôi. Xin cho các Kitô hữu biết tin tưởng phó thác đời mình cho quyền năng thương xót của Chúa, hầu sống bình an và nhiệt thành đem tình thương của Chúa đến cho mọi người. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa nói: đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Xin cho các thành viên hiệp hội lòng thương xót biết chiêm ngắm, cầu nguyện và sống lòng thương xót của Chúa, hầu nài xin tình thương cứu độ của Chúa trên mình và thế giới. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời Chúa. Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết chuyên cần cầu nguyện và sống đức tin, để nhờ ơn Thánh Thần được chia sẻ dồi dào sự sống của Thiên Chúa và có được tình bạn mật thiết với Chúa Giêsu. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Giờ đây, với ít giây thinh lặng, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện thầm kín của mỗi cá nhân, gia đình và giáo xứ. Đặc biệt xin Chúa ban ơn và nâng đỡ đức tin cho mỗi chúng ta. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, Chúa đã tuôn đổ lòng thương xót của Chúa trên chúng con. Xin cho chúng con tin tưởng bước theo Chúa để được hưởng niềm vui và bình an của người được Chúa yêu thương và cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ của thánh cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và người cho chúng ta cùng hòa thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ vật chúng con. Chúa đã cho mọi người chúng con được đổi mới nhờ đức tin và nhờ bí tích thánh thầy, xin cùng dần đưa chúng con tới hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc nhất là trong ngày cực thánh này, chúng con càng hành gìn tu mô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người là chiên thật đã xóa bỏ tội trần gian, người đã chết để hủy diệt sự chết nơi chúng con và sống lại để phục hồi sự sống cho chúng con. Vì thế với niềm hân hoan chư chan trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng cùng với các dung thần và các quyền thần không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Ôi trời ơi, ơi Chúa là Thiên Chúa cả Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cùng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con thừa lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con đang trên Chúa trên trên và Thiên Sơn Chúa sống lại cho tới khi Chúa. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ của cội sinh ơn cứu độ sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa,
đồng thời mong đời người lại đến. Chúng con dâng lên Chúa y lễ hằng sông và thánh thiên này để tạ ơn Chúa. Chúng con này xin Chúa đã nhìn hin lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hin tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bô dương bởi mình vào máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiên Chúa, để chúng con được thử hương gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thanh Mẹ Thiên Chúa, thanh cả Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thanh tông đồ và các thanh thư đạo hiền vinh cùng toàn thể các thanh. Vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyên cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lư thư trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến. Cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Mikae chúng con cùng toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhầm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn mắc khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã xung đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thay vào nước Cha, nước chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng. Trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo thanh ý Chúa, Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Xin được sống chung con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Lòng thương xót Chúa đỡ nâng con khi đời yếu hèn. Lòng thương xót Chúa chớ che con qua từng lối con về. Khi đam mê con vùng về xa Chúa, khi gian nan con tìm nương bóng Ngài. Lòng thương xót Chúa, ôi bao la từ biển xa. Chúa đã yêu con khi con cứ mãi yêu con, cho dù con đầy hững hờ thì lòng thương xót Chúa vẫn luôn theo bước đời con. Thì nay đây con đến phó dâng năm tháng đời con. Cho muôn ngàn lỗi lầm, lòng thương xót Chúa dẫn đưa con quay về chốn an bình. Khi con tim rung nhiều lòng yêu mến, trong tình yêu con được ơn chữa lành. Lòng xót Chúa, ôi bao la vượt trùng xa. Chúa đã yêu con khi con cứ mãi nằm mơ. Tình Chúa yêu con cho dù con đây hơn. Con luôn theo bước đời con, thì này đây con đến phó dâng năm tháng đời con. Lòng thương xót Chúa dẫn đưa con trên đường lữ hành.
lòng thương xót Chúa uy an con qua từng nỗi u sầu. Trong đêm thâu con nguyện cầu tha thiết, xin ơn thiêng đổ đầy ở trong cõi đời. Lòng thương xót Chúa yêu thương con chỉ vì con. Chúa đã yêu con thì con cứ mãi làm thơ. Tình Chúa yêu con, cho con mong tìm về bên Chúa, xin cho con hết lòng yêu mến Ngài. Đời còn năm tháng tuy gian nan mà bình an. Chúa đã yêu con thì con mãi làm ơn. Tình Chúa yêu con, cho dù con đây hững hờ, thì lòng thương xót Chúa vẫn luôn theo bước đời con. Thì này đây con nhé, chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận mình và máu Thánh Đức Kitô là Đấng đã chết và sống lại để ban sự sống đời đời cho thế gian. Cuối xin Chúa làm cho ân huệ quý báu này được tồn tại mãi trong tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Hôm nay có rất nhiều thông báo cho nên xin mời cộng đoàn an toàn. Thông báo thứ nhất là ghi danh tham gia ban lễ sinh, ban giúp lễ. Điều kiện để tham gia ban lễ sinh là các em nam từ 12 tuổi trở lên và đã xưng tội trước lễ lần đầu, có sự chấp thuận của cha mẹ và tham gia các ngày và giờ sinh hoạt. Những buổi sinh hoạt bắt buộc phải có phụ huynh cùng tham dự, xin lấy phiếu ghi danh nhờ các cha. Thứ hai là dòng Đa Minh, như anh em chúng con phục vụ tại đây, có mở cái khóa Come and See để mời gọi các thanh niên đến để tìm hiểu ơn gọi, để mà đi theo ơn gọi như anh em chúng con. Và cái khóa Come and See được tổ chức tại tu xá Thánh Đa Minh Houston, Texas. Thời gian diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 6. Các bạn nào muốn ghi danh tham dự thì xin gặp quý cha để nhận đơn ghi danh, và nhà dòng sẽ đài thọ việc đi lại trong khóa suốt khóa Come and See này. Thông báo thứ ba, lớp giáo lý và Việt ngữ
năm 2022 và 2023 thì văn phòng giáo dục sẽ không phát và nhận đơn trực tiếp mà sẽ được thực hiện online. Vì vậy xin quý ông bà anh chị em, quý phụ huynh, chúng ta theo dõi trên trang web của giáo sĩ chúng ta. Thời gian bắt đầu ghi danh từ ngày mùng 1 tháng 5 và kéo dài cho hết ngày 25 tháng 6, tức là có khoảng gần 2 tháng. Thông báo thứ tư là ghi danh cho ngày sinh hoạt BAS. Tất các thanh thiếu niên và giới trẻ của giáo phận Arlington gửi thư mời các em học sinh lớp 7 và lớp 8 tham dự đại hội BAS này để diễn ra vào ngày 30 tháng 4 năm 2022 tại trường học Bishop O'Connell High School, Arlington. Vì vậy xin quý phụ huynh khuyến khích con em của mình tham gia ngày đại hội. Văn phòng giáo lý đã gửi thư và mẫu đơn ghi danh về gia đình quý vị và hạn chót ghi danh và nộp về văn phòng giáo xứ là Chủ nhật ngày hôm nay. Thông báo thứ năm là tham gia huynh đoàn giáo dân Đa Minh. Chúng ta biết mỗi năm vào ngày 29 tháng 4 là ngày mừng lễ Thánh Catarina Siena, tín sĩ của Hội Thánh, và nhà dòng, đặc biệt dòng ba, mời gọi quý ông bà anh chị em tham gia để chia sẻ linh đạo với lại anh em Đa Minh cũng như là gia đình Đa Minh. Thứ sáu là trong ngày hôm nay lúc 3 giờ chiều tại nhà thờ San Thomas More sẽ có chầu thánh thể và đọc kinh lòng thương xót Chúa để cầu cho hòa bình tại Ukraine và trên thế giới. Thông báo thứ bảy là tại giáo xứ chúng ta sau thánh lễ 12 giờ trưa hôm nay sẽ có buổi hội thảo lắng nghe những đóng góp của giáo dân chúng ta cho thượng hội đồng giám mục thứ 16. Vì vậy xin mời quý ông bà anh chị em chúng ta cứ trách là giáo hội tại sao không có nghe chúng ta, thì đây là cơ hội chúng ta nghe, chúng ta nói, và xin chúng ta coi những cái mẫu câu chúng ta đã được gửi và chúng ta nói gói gọn theo cái ý đó. Và sau cái buổi hội thảo lắng nghe đó thì chúng ta cùng làm giờ lòng thương xót Chúa vào lúc 3 giờ chiều nay. Xin mời quý ông bà anh chị em tham dự. Thứ 8, hạn chót gửi lại các vé số Ocean's. Thì chúng ta biết là hạn chót gửi lại các vé số đã gửi đến quý vị, gia đình quý vị là ngày thứ 3, 26 tháng 4. Cho nên xin quý vị chúng ta gửi lại. Thứ 9 là hàng năm vào ngày Mother's Day, giáo sĩ chúng ta, ban hội đồng mục vụ cũng như ban tài chánh có bán crawfish, nấu và bán crawfish để gây quỹ cho giáo xứ. Vì vậy xin quý ông bà anh chị em chúng ta hưởng ứng ghi danh. Và bởi vì hôm nay là giáo xứ chưa kịp chuẩn bị các cái tờ flyer để cho chúng ta nhận, thì chúng ta có thể vào trang web hoặc là qua những người mà chúng ta có thể gọi để liên lạc, chúng ta đặt trước, như là cô Lan Turner, chị Dung Thanh, chị Như La, chị Trang Trương, chị Bích Hòa và cô Bạch Tuyết. Và thông báo cuối cùng đó là khi các em đến nhà thờ thì quý vị chúng ta nhắc các em của mình đừng có chạy, bởi vì nhiều khi các em chạy rồi không để ý tông vào nhau, như chiều hôm qua có hai em đụng vào nhau phải gọi 911. Vì vậy chúng ta nhắc nhở các em của mình. Xin chân thành cảm ơn. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta lãnh phép lành cuối lễ. Chúa cùng anh chị em. Xin đi Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong cho anh chị em đi bình an. Hallelujah, hallelujah.
trong kẻ chết sống lại. Alleluia, alleluia, và niềm vui tràn lan nơi nơi Chúa này từng đã phục sinh. Alleluia, alleluia, ngài toàn thắng tội lỗi thế trần. Alleluia, alleluia, và ngàn dân mừng ơn cứu rỗi Chúa này từng đã phục sinh. Con trong cậy ra thánh đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa Trời chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn nạn thiếu thốn, đức nữ đồng trinh hiền vinh sáng lang. Lạy ra thánh trai tìm Đức Chúa Giêsu, lạy trai tìm cầu thánh cầu tình ra thánh đức bà Maria, lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sạch đức bà Maria trọn đời đồng trinh, lạy đức mẹ La Vang, nữ vương ban sự bằng an, cao thánh tư đạo Việt Nam. Lạy Chúa chúng con vì dấu thánh giá, xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù, nhân anh cha và con và thánh thần.